Wouldn't the pork and wouldn't the egg all there for us to eat all the rest of January? And that is the main item for the Vietnamese on the first day of the New Year, or the whole, or 7 days of the first week. And we, you see the cake right here, the cake stands for the earth as well, and the inside that also the pork as well. So everything. So we love pork. And pork becomes a wonderful, the wonderful pet as well. Not for Vietnamese, but for America. If we know for sure, we now in America, so we know for that, not beside dog or cat, pork or pig, also a wonderful pet in the family. And I will share with you about a wonderful story in Vietnamese about the pork. But last, not least, for us, we arrived in US, if we counted since 1975, count today, that's been 44 years ago. We are so grateful to Americans, to all Americans, who opened their arm, opened their heart, opened their land to welcome us, and that we arrive in the wonderful freedom country, so that we continue to blossom our gift, our talent as a Vietnamese or a Vietnamese Americans. And we're so grateful to America, to all of you, my special guests tonight. And of course, with that, we turn everything to God. Because the country, the only the one country in the universe, in their dollar bill, in God we trust. And because of their trust in God, they love God, they welcome us, they trust in God, they trust in us, and they welcome us as another citizen, a citizen of the country. So with this, for this new year, we grateful to all of you, and we continue to ask God to bless you more and more. And we try to imitate you, to love one another, to be generous to one another as well, as long as we still live in the United States of America. Và con xin được kết bằng những cái lời chúc và xin chúc cho quý ông bà và anh chị em qua những cái câu thơ sau đây. Đầu năm Kỷ Hợi chúc quý bà noi gương trên đỉnh Maria, công dung ngôn hạnh lo bồi dưỡng, dù khổ dù buồn vẫn hát ca. Cùng xin thành tâm chúc quý ông tràn ngập niềm vui ở trong lòng, tránh xa bia rượu, xa thuốc lá, đừng mơ màng chi những bóng hồng. Mến chúc các bạn thanh niên trẻ, trai gái đạo đức sống hoan hiền, chịu khó vâng lời cha mẹ dạy, gia đình các bạn sẽ bình yên. Kính chúc quý cha và quý thầy, quý sơ quý chức cùng toàn thể, ơn lòng Chúa Xuân xuống dư đầy, tất cả sống vui và thánh thiện. Chúng ta hãy nguyện chúc cho nhau, dù cho cuộc sống có buồn sầu, giữ vững lòng tin vào Thiên Chúa, tin tưởng mọi việc Chúa quan phòng. Và sau cùng con cầu chúc năm mới thêm giàu có, ngày một nhiều vinh hoa, phúc đầy nhà, đất ngập tràn. Cùng chúc tân xuân Happy New Year, Feliz Año Nuevo và chúc mừng năm mới. Cho ngày đầu năm Kỷ Hợi, chúng ta cầu nguyện xin cho Hội Thánh một năm mới luôn bền vững trước mọi thử thách, các phòng trật được tràn đầy thánh đức, ơn khôn ngoan để dẫn dắt dân Chúa và rao giảng tin mừng cho khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, cách riêng cho chính quyền Việt Nam luôn có thành ngôn thành tâm thiện trí, thực hiện tự do dân chủ và quan tâm mưu cầu công bằng, hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người Việt Nam tha hương trên khắp thế giới, khi đón mừng xuân mới, nhận được nhiều niềm vui và an bình nơi Thiên Chúa, và luôn sống hài hòa, cùng chia sẻ, nâng đỡ những anh chị em thiếu thốn, nghèo khó xung quanh. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng
đang cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ được mọi sự may lành và phước lộc của Chúa, gia đình hạnh phúc, yêu thương mà Chúa ban cho trong năm mới. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em đang đau yếu được an vui trong năm mới, các ân nhân của cộng đoàn giáo xứ được tràn đầy phước lộc. Xin cho các anh chị thánh lễ, cho các linh hồn, ông bà, cha mẹ, anh chị em ra đây trong năm qua được sống một niềm vui vĩnh cửu trên nước thiên đàng, và các ý nguyện riêng thiêng liêng đầu năm của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Đa Vang và hai thánh bổn mạng, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.